Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Học VBA từ cơ bản đến nâng cao. Mình là anh KK. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục chủ đề về ngôn ngữ truy vấn SQL. Và hôm trước là chúng ta đã học cách để chúng ta có thể kết nối cơ sở dữ liệu bằng một file Excel. Chúng ta đã lấy một file Excel làm database và chúng ta sẽ truy xuất vào nó bằng bộ thư viện AdoDB bằng method let binding. Vậy thì hôm nay để đáp ứng với lại nhu cầu mà xử lý dữ liệu nó nhiều hơn, nó lớn hơn và số lượng dòng nó gọi là nó lên đến hàng triệu dòng chứ không phải chỉ giới hạn trong 1 triệu dòng ở trong Excel, thì chúng ta sẽ học một cách để kết nối tới cơ sở, một trong những cái bộ cơ sở dữ liệu khá là phổ biến hiện nay là Access. Vậy thì chúng ta sẽ học cách là dùng let binding để có thể là kết nối tới cái bộ cơ sở dữ liệu của Access. Và không để các bạn chờ lâu nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đi làm cái video để chúng ta cùng học cách kết nối AdoDB Let Binding tới Access nhé. Và trong cái bài 65 hôm trước thì chúng ta đã học cách để kết nối đến một cái database bằng một cái file Excel thông qua cái methods Let Binding của bộ thư viện AdoDB. Mình xin demo lại một chút để các bạn nhớ là chúng ta có một file data như thế này. Chúng ta có một file data và có rất nhiều dữ liệu của mấy Malter Machines, các dữ liệu record về gấp liệu và rơi liệu, lỗi liệu và các thông số về model, path name, thời gian input vào, thời gian output ở feeder nào, vân vân. Thì chúng ta sẽ có một cái thao tác là copy toàn bộ cái data đấy vào trong cái sys data của chúng ta ở đây, ở trong cái file master này. Vậy thì chúng ta đã kết nối được đến cái cơ sở dữ liệu từ cái file master chúng ta và truy cập vào cái file database data bằng Excel. Nó như thế này thì chúng ta đã có thể là nhanh chóng copy được toàn bộ cái dữ liệu mà không cần phải mở file ra, mở cái file data của chúng ta ra. Vậy thì hôm nay trong một số trường hợp mà chúng ta lại có cái dữ liệu nó vượt quá cái giới hạn của Excel. Các bạn có thể thấy là Excel của chúng ta nó chỉ có hơn 1 triệu dòng thôi, nhưng mà khi mà cái dữ liệu của các bạn nó dồn lại theo năm tháng thì 1 triệu dòng này là không đủ. Vậy thì chúng ta sẽ phải nghĩ tới là các cái cơ sở dữ liệu khác mà nó có cái bộ nhớ nó nhiều hơn. Ví dụ như là MySQL hay là chúng ta có một cái database mà Microsoft đã tạo ra sẵn luôn cho chúng ta ở trong cái bộ Office, đó chính là Microsoft Access. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách xem là làm thế nào để chúng ta có thể là truy cập được vào cái database Access thông qua AdoDB bằng let binding nhé. Thì chúng ta sẽ làm ngay bây giờ đây. Vẫn là cái file data hôm trước thì bây giờ chúng ta sẽ cần phải chuẩn bị một cái file database Access. Ở đây thì chúng ta sẽ tạo ra một cái file new Access Microsoft Access Database. Như các bạn thấy đúng theo cái tên, nó chính là cái mục đích dùng chuyên cho database. Và chúng ta sẽ lưu cái tên này là data đi. Và mình sẽ lưu vào trong cái thư mục của mình. Bài số 66 file. Ok rồi. Và các bạn có thể thấy là chúng ta hoàn toàn chưa có dữ liệu gì. Vậy thì chúng ta sẽ create một cái table. Và bây giờ chúng ta sẽ mở cái file data ra và copy toàn bộ data trong cái file data ở Excel này vào trong cái file data Access. Các bạn nhớ nhé, lưu file với dưới tên là ACCDB của Access. Rồi chúng ta sẽ copy này. Sau đó chúng ta sẽ mở file Access của chúng ta và đương nhiên là chúng ta sẽ paste vào thôi. Và các bạn có thể thấy là chúng ta đã có một cái cơ sở dữ liệu ở trong Microsoft Access. Chúng ta sẽ đổi tên, đóng cái table này lại. Và nó hỏi là có muốn lưu cái thay đổi này không thì yes, và chúng ta sẽ đổi tên nó được là, ví dụ là mình sẽ lưu là pick up. Ok. Rồi, đây là cái bảng pick up của chúng ta. Và chúng ta sẽ làm việc với lại cái file database này. Các
Các bạn có thể thấy là khác với lại cái file database làm từ Excel ấy, thì ở trong Access nó có sẵn cái cột ID, tức là cái số trường, à cái số hàng dữ liệu đã được đánh số sẵn. Rất là tiện lợi ở cái chỗ này. Ok nhé. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ tắt cái file data này đi. Và có một cái nút sẵn ở đây thì chúng ta sẽ lập trình cho cái nút này là copy dữ liệu từ Access vào trong sheet data ở trong file master của chúng ta. Thì vẫn là cái thao tác quen thuộc mở trình soạn VB Editor, ấn tổ phím Alt F11. Bởi vì là nó có khá là nhiều điều giống với lại cái kết nối từ Excel nên là mình sẽ copy, trước hết là sẽ copy toàn bộ cái bài hôm trước. Sau đó mình sẽ paste sang đây. Và chỉ khác một điều là bây giờ mình sẽ đổi tên cái sub này là AudioDB Let Binding for Access. Rồi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ phải có một số các cái thay đổi. Cái đường link thì chúng ta sẽ phải thay đổi cái đường link. Đường link hôm trước mình để ở một folder khác, vậy hôm nay mình sẽ phải paste cái đường link mà chứa cái file database access copy này. Sau đó mình sẽ paste vào cái ô B3 ở trong sheet master. Paste value. Ok rồi. Vậy thì chúng ta sẽ quay lại cái đoạn code của chúng ta ở trong cái file kết nối access, module kết nối access này mình đã tạo sẵn. Bây giờ cái đường link này nó vẫn là sysmaster.brand b3.value, nhưng mà cái tên của file này nó sẽ là data.accdb. accdb là cái định dạng của access. Chúng ta vẫn sẽ có ba cái biến là order con tượng trưng cho một cái kết nối, order data tượng trưng cho cái dữ liệu ở trong cái database, và order field là các trường, tên các trường ở trong một cái database. Và chúng ta vẫn sẽ khởi tạo giá trị của biến là set order con bằng create objects adodb.connections, và chúng ta sẽ có là order data sẽ bằng create adodb.preconnections, tức là chúng ta sẽ thiết lập một cái kết nối thông qua cái biến này và chúng ta sẽ thiết lập cái cơ sở dữ liệu của chúng ta. Cơ sở dữ liệu của chúng ta bao gồm rất nhiều cái bản ghi, tức là cái record set nó sẽ được tượng trưng bằng cái tập hợp order data này. Và cái đường link để truy cập đến cái file, cái thư viện của chúng ta, cái database của chúng ta chính là cái đường link ở trong ô 33, ở ô B3 ở sysmaster nối với lại cái file data.accdb, tức là cái file Microsoft Access. Và đương nhiên là chúng ta sẽ phải thiết lập kết nối thông qua một cái mã nguồn, và chúng ta sẽ phải vào trang connection string. Connection string. Mình sẽ vào lại từ đầu nhé. Connection string.com. Và chúng ta sẽ click vào access. Sau đó chúng ta sẽ tìm đến cái standard security, bởi vì chúng ta không sử dụng password cho cái cơ sở dữ liệu. Nên là chúng ta sẽ copy cái đoạn này vào. Sau đó chúng ta ở cái thiết lập kết nối string, cái chuỗi kết nối, chúng ta sẽ phải paste vào. Và chúng ta sẽ cần phải có một số thay đổi là cái đường link ở chỗ data source này nó sẽ là cái link của chúng ta. Link. Và ở đây lỗi thì các bạn sẽ phải hiểu là chúng ta sẽ phải nối chuỗi là cái cụm provide này cho đến cái chỗ data source bằng này sẽ phải đóng mở ngoặc kép vào. Tiếp đến cách ra nối với lại cái đường link cách ra. Cách ra và nối tiếp và để cái cụm thứ hai ở trong dấu đóng mở ngoặc kép là từ cái chỗ prison security này cho đến cuối. Đó. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ mở cái kết nối này lên bằng cái biến order con đã create object ở trên chấm open. Và chúng ta sẽ tiếp theo là sẽ with cái database của chúng ta là cái biến order data. Chúng ta sẽ active connection bằng cái biến order con, tức là cái chuỗi kết nối của chúng ta đã khởi tạo ở trên. Tiếp theo, cái source này ở như cái file database trong Excel ấy thì nó sẽ là cái tên bảng tính. Vậy ở đây sẽ là cái tên table ở trong cái file access. Đây, mình sẽ mở lại cho các bạn xem. Table ở đây chính là pickup. Vậy thì đương nhiên là ở trong cái source này của chúng ta nó cũng sẽ phải là
pick up rồi. Pick up. Đây chính là cái tên bảng dữ liệu asset. Và cái log time hôm trước là mình đã nói rồi, đây là cách tham chiếu để khi mở dữ liệu thì chúng ta sẽ là đọc hay là modify. Còn cái cursor time là cách tham chiếu modify tác động tới dữ liệu là chỉ quay lại một lần hoặc là quay lại một lần thôi. Sau đó chúng ta sẽ mở cái database này lên. Và sau đó là chúng ta sẽ, nếu mà nó có lỗi thì chúng ta sẽ để ở đây là một cái cụm on arrow go to đóng connection, và đến cái nhãn đóng connection để đóng cái biến order con, tức là đóng cái database, à đóng cái kết nối của chúng ta. Vậy thì chúng ta tạm thời debug xem là có cái lỗi gì không nhé. Link này, ok này. Chuỗi kết nối ok này. Đã mở được database. Và cái bẫy lỗi này đã không nhảy vào trong cái nhãn, tức là cái kết nối của chúng ta đã là ok. Vậy là chúng ta đã có thể là kết nối tới một cái thư viện access do chính chúng ta tạo ra rồi. Và rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đến là cái đoạn sub để copy dữ liệu từ database access. Thì nó vẫn giống như hôm trước thôi. Chúng ta sẽ đổi tên cái sub này là copy let binding from access. Đầu tiên vẫn phải call cái thiết lập kết nối tới access ở trên. Cái sub ở trên đó vẫn có một cái bẫy lỗi để khi mà có lỗi gì thì chúng ta sẽ đóng cái cơ sở dữ liệu của chúng ta, orderData.close. Và cái sysData này vẫn được select. Sau đó chúng ta sẽ chọn cái range A1.select. Và bây giờ đến cái việc điền tiêu đề vẫn theo giống như cái hôm trước. Chúng ta sẽ dùng vòng lặp để lặp qua từng cái order field, tức là từng cái tiêu đề ở trong cái tập hợp tiêu đề ở trong cái database của chúng ta. Sau đó chúng ta sẽ gán cái active cell, tức là cái ô A1 sẽ bằng cái order field đầu tiên. Sau đó chúng ta sẽ active cell.offset 01, tức là offset sang phải, để select, để tham chiếu. Sau đó chúng ta sẽ tiếp tục là thực hiện cái vòng lặp next để lặp lại cái việc là gán cái giá trị của cái ô hiện thời đang được tham chiếu bằng cái tên của tiêu đề tiếp theo. Và sau đó cuối cùng chúng ta sẽ dùng cái từ khóa là range A2.copy from record set và copy từ các cái bản ghi ở trong cái cơ sở dữ liệu order data. Thì công việc nó chỉ có đơn giản như thế thôi. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ thử debug nhé. Vẫn là cái sysdata của chúng ta. Và bây giờ chúng ta sẽ debug F8 này. Nó đã nhảy đến cái đoạn sub kết nối tới cơ sở access. Đương nhiên là cái đoạn này chúng ta đã làm rồi và không có lỗi gì. Tiếp theo chúng ta sẽ đến cái sysdata.select range A1.select, các bạn có thể nhìn thấy ở đây. Sau đó vòng lặp này tiếp tục chạy và từng cái order field sẽ được điền vào đây. Rồi, để breakpoint ở đây, chạy hết cái đoạn order field này. Sau đó chúng ta sẽ select tới A2 và copy from record set. Đóng record set lại. Đó thì các bạn có thể thấy là tương tự như cái database từ Excel thì chúng ta cũng có thể tạo ra một cái database từ Access, và mình khuyên là nên dùng Access bởi vì cái dung lượng cái bộ nhớ của nó là lớn hơn rất nhiều so với Excel. Và các bạn có thể thấy một cái điểm thay đổi ở đây là cái ID ở trong Access đã xuất hiện ở đây. Điều này minh chứng là chúng ta đang lấy cái cơ sở dữ liệu từ Access chứ không phải là từ Excel. Các bạn không tin thì mình sẽ làm lại. Đây nha, cái copy from Excel database thì chúng ta không hề có cái ID, cái cột ID. Tuy nhiên đối với lại cái copy from access thì chúng ta lại có ố. Từ từ nha. Access copy from this workbook. Đó, copy from access thì chúng ta lại có cái cột ID. Thì đây chính là cái cách mà chúng ta thế là một cái cơ sở dữ liệu access. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ làm quen dần với lại cái ngôn ngữ SQL cũng ở trên cái database access này thôi. Nhưng mà các bạn có thể thấy là bây giờ ấy, chúng ta có thể là có một số các cái câu lệnh cơ bản về SQL mình sẽ hướng dẫn ngay bây giờ. Chúng ta có thể là tham chiếu copy bằng cách là chúng ta có thể
Chúng ta có thể là dùng cái tên của table, nhưng mà chúng ta có thể dùng một cách khác là dùng cái từ khóa select sound from. From vẫn là từ cái from cái table của chúng ta. Thì chúng ta sẽ xem là cái kết quả nó có như ý muốn không nhé. Ấn này. Thì tương tự như cái dùng cái tên table thì vẫn là có thể copy được toàn bộ. Nhưng mà cái kỳ diệu thì ngay bây giờ các bạn có thể thấy. Bây giờ mình muốn copy là path number, pick up count, arrow path và delete path. Vậy thì ở trong cái source ở trong cái order data của chúng ta thì chúng ta sẽ làm như sau. Mình sẽ quay lại này. Đầu tiên sẽ là path number này, pick up count này. Path number trước này. Chúng ta sẽ có là select path number này. Tiếp theo sẽ là pick up count này. Cái pick up count này mình tạm thời để trong ngọc vuông, sau này mình sẽ giải thích. Tiếp theo là arrow path. Tiếp theo là this load path. Và vẫn là from pickup, tức là from cái table ở trong data access của chúng ta. Và bây giờ chúng ta sẽ xem là điều gì sẽ xảy ra khi mà chúng ta sẽ click vào cái copy from access này, xóa toàn bộ cái dữ liệu cũ đi. Bây giờ chúng ta sẽ click vào cái copy from access database. Ý không có điều gì xảy ra. Như này, mình sẽ thử lại. Cái này mình sẽ thử ở trên cái cơ sở dữ liệu của Excel. Đây thì mình sẽ select path number. Rồi. Đó, thì đối với lại cái câu lệnh SQL chúng ta có thể lựa chọn bất kỳ ra cái cột dữ liệu ở trong cái database của chúng ta, thì sau này chúng ta sẽ học đến các cái câu lệnh liên quan đến SQL. Và bài học hôm nay thì mình xin phép được tạm dừng tại đây. Thì thông qua bài học hôm nay chúng ta đã biết hai cách kết nối tới hai cơ sở dữ liệu, đó là Excel Database và Access Database, và cách để chúng ta có thể sử dụng câu lệnh SQL để chúng ta có thể copy và vận dụng cái kết nối database để chúng ta copy từ database vào trong cái file Excel của chúng ta có thể nhanh chóng làm một cái báo cáo rất là tiện lợi. Và trong các bài tiếp theo thì chúng ta sẽ lần lượt chi tiết tìm hiểu thêm về ngôn ngữ truy vấn SQL nhé. Rồi thì video xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Goodbye.